Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 32, bài The Skater. Ở bài này, chúng mình ôn lại các phần hợp âm chúng mình học ở phần trước và chúng mình ứng dụng vào đây thì chúng ta sẽ chơi được bản nhạc này thôi, không có gì khó khăn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nốt nhạc với phần của khóa son trước này. Các con quan sát nhé, ở ngoài khóa biểu có một dấu hóa pha thăng. Và nếu trong bài này có nốt pha xuất hiện thì chúng ta sẽ cần phải chơi nốt pha thăng ở trên phím đàn nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô bắt đầu đọc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, xì rê, xì rê. 1, 2, 3, 1. Đô rê, 1, 2, 3, 1. Đô rê, 1, 2, 3, 1. Si rê, 1, 2, 3, 1. Si rê, 1, 2, 3, 1. Đô rê, 1. 2, 3, 1. Đô rê, 1, 2, 3, 1. Si rê. Đó là phần nốt nhạc của khóa son tay phải chúng ta sẽ chơi nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con phần khóa pha, là phần mà tay trái các con sẽ chơi này. 1, 2, 3. Rê mi fa son hai ba son fa mi fa hai ba rê mi son fa hai ba fa mi rê mi hai ba rê mi fa son son fa mi fa hai ba rê mi son fa hai ba rê mi fa son hai ba. Như vậy là cô Hoàng Vân vừa hướng dẫn cho các con phần nốt nhạc của khóa son và khóa pha rồi của bài The Skater. Và bây giờ thì các con nhìn cô chơi trên đàn và cô sẽ chơi cùng với cả nhạc beat nhé. Bài này nhạc beat hơi nhanh một chút. Chúng ta nghe trước và chúng ta luyện tập từ chậm cho đến nhanh cho thành thạo nhé. Ở bài này, chúng mình sẽ luyện tập từng tay với khóa son trước nhé. Ô nhịp đầu tiên các con sẽ nghỉ này, sau đó đến dấu lặng đen và tay phải của chúng ta thì bài này khóa son mình sẽ đặt ở vị trí đô trung tâm. Tuy nhiên, nốt nhạc đầu tiên là nốt si rê, chúng ta sẽ đặt ngón 1 và ngón 3. Còn nốt đô trung tâm thì đang ở đây nhé. Cô sẽ bắt đầu với tay phải nhịp 3 4. 1 2 3 lặng. 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 Đó là phần tay phải nhé các con. Sau đây thì cô sẽ làm phần tiếp theo phần khóa pha tay trái chúng ta sẽ chơi này. Trước tiên là chúng mình sẽ căn vị trí đô thấp. Thì trước tiên chúng ta sẽ xác định vị trí đô trung tâm là ở đây. Thì tay trái các con sẽ đặt vị trí đô thấp. Thì tiếp theo là nốt rê mi fa son, chúng ta sẽ đặt ngón 4 3 2 1 để xuất phát cho đoạn đầu tiên. 1 2 3 Rê mi fa son
trái. Đối với bài này, chúng ta cũng thấy có dấu hóa pha thăng được viết ở đầu bài. Như vậy, cứ nốt nhạc pha xuất hiện trong bài chúng ta sẽ chơi phím pha thăng. Như vừa rồi là phần tay trái có rất nhiều nốt pha thăng xuất hiện và cô đã chơi bằng phím pha thăng là phím đen bên phải của phím pha. Đó. Bây giờ thì cô Vân sẽ ghép hai tay cho các con nghe hai tay của bản nhạc này nhé. Cô sẽ chơi chậm lại một chút để các con nghe và các con kịp quan sát bản nhạc. 1, 2, 3. Của bản nhạc The Skater. Sau đây thì cô sẽ chơi cùng beat nhé. Là tốc độ nhanh này. Trình bày xong bài The Skater. Và các con luyện tập bài này trước tiên là chúng mình luyện thật nhuần nhuyễn khi chúng ta không có nhạc, rồi cuối cùng chúng ta hãy hoàn thiện bài đối với lại nhạc beat nhé. Chào tạm biệt các con.